Hôm nay Đức Minh Mobile sẽ giới thiệu với các bạn một sản phẩm, đó chính là chiếc Xiaomi Xperia M2. Đây là một phiên bản xuất cho thị trường Trung Quốc, vì vậy mà có mã ký hiệu là S50H. Bây giờ chúng ta nhìn qua về hộp bên ngoài một chút. Như các bạn thấy thì đây, camera 8.8 megapixel, màn hình rộng 4,8 inch, chip xử lý là Quad-Core 1,2 GHz. Và ở đây thì có phiên bản có 3 màu: đen, trắng, đen và tím. Và bây giờ chúng ta sẽ mở hộp chiếc M2 này để xem phụ kiện đi kèm sẽ có những gì. Đây là phiên bản màu đen máy. Đây gồm một cáp sạc, một củ sạc. Đây là cái sách hướng dẫn. Và đây là tai nghe. Đây, phụ kiện đầy đủ của một bộ M2 sẽ gồm một tai nghe, một cáp sạc, một củ sạc và máy sẽ hướng dẫn. Chiếc Xperia M2 là một phiên bản nâng cấp của chiếc Xperia M. Về cơ bản thì chiếc M2 và chiếc M2 có nhiều LED tương đồng so với Xperia M, nhưng đặc biệt hơn đó chính là chiếc Xperia M2 mang đến nhiều đặc điểm mới. Đáng chú ý nhất là màn hình được tăng kích thước lên là 4,8 inch. Phần cứng của máy cũng được nâng cấp, và chiếc Xperia M2 này được giới thiệu cùng với chiếc Z2, nhưng khác ở chỗ M2 là một thuộc dòng máy trung cấp, cấu hình không cao và khung viền của máy được thiết kế là bằng nhựa chứ không phải bằng hợp kim nhôm như của Xperia Z2. Cảm giác khi cầm trên tay thì máy khá là nhẹ, thiết kế dày dựa trên phong cách lai giữa Z và khung của Z1, với độ phân giải màn hình là 540 960 thì cho hiển thị một màu sắc rất là tốt. Với độ mịn trung bình, máy thực thi khá mượt các thao tác cơ bản. Có thể do Xiaomi đã tùy biến khá tốt ở cái phiên bản Android của mình. Máy chụp hình trên M2 được Xiaomi nhấn mạnh tốt nhất trong nhóm với cảm biến 8 megapixel, với công nghệ AMI là máy tầm trung, nhưng M2 được thiết kế và hoàn thiện khá tốt. M2 được thiết kế theo kiểu hai mặt kính áp vào khung sườn máy như những chiếc cao cấp khác, nên M2 nhìn rất là mượt, máy dày và đầm như Z1 chứ không mỏng kiểu như Z2. M2 cho cảm giác cầm nhẹ và viền bằng nhựa mạ kim loại, chứ không phải là khung viền nguyên khối nhôm. Máy thì sẽ cho chúng ta cái cảm giác là vẫn giữ được cái sự sang trọng. Và phía mặt trước thì Soli cũng không có gì thay đổi cả. Đây các bạn vẫn thấy đó là loa 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 ngoài, loa trong, loa đàm thoại và camera trước, cộng với phím nguồn, phím âm lượng, và đây có cả phím cứng chụp ảnh. Jack tai nghe được thiết kế ở phía trên. Bên cạnh đó thì M2 cũng không có lắp đậy khe cắm sạc hay là thiết kế sạc từ như những thiết bị cao cấp như Z2. Bây giờ chúng ta sẽ xem qua một chút về thông tin cũng như cấu hình của máy. Đây. Với hệ điều hành thì chỉ được cập nhật lên 4.3 chứ chưa lên được 4.4 như một số phiên bản mới nhất hiện nay. Với camera 8 megapixel, bộ nhớ trong 8 GB, RAM 1 GB, CPU 4 nhân 1,2 GHz, hệ điều hành 4.3 này và pin với dung lượng 2300 mAh đã có sự nâng cấp đáng kể để chúng ta có thể trải nghiệm, mà với những tính năng khá là tốt. Với những cấu hình trên, bạn cần một chiếc smartphone dùng hai SIM với mức giá là 5 triệu 650 nghìn bên mình đang bán, thì đây là một lựa chọn khá tốt để cho